Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình làm một cái video nói về cái ngày Kalevay. Dịch cái tiếng Việt thì là cái ngày mọi người, người lớn và trẻ em là ăn mặc nó không giống ai cả, mặc nhíu nhăng, màu mè rồi các kiểu con vật này, các cái đuôi của nó rồi. Nói chung là đủ các kiểu, đủ các hình thức, rất là hay, mà chỉ có mỗi thế thôi mà. Thì nói chung là mình cũng không hiểu được, nhưng mà cũng có cơ quan thì nghỉ, có cơ quan thì vẫn làm bình thường, là trường học thì cũng nghỉ. Mà thế là hôm nay họ mới tổ chức đi các cái hãng xe, các cái hãng đại khái này, như là cái xe hãng Hoa Cường Hoa, rồi cái hãng, nói chung là cái hãng gì là người ta quảng cáo của cái đấy, theo mình hiểu là như thế. Thì người ta đi, người ta diễu hành, người ta đông lắm, hai bên đường đông nghịt. Xong rồi người ta diễu hành thì người ta cho các thứ, người ta đứng ở trên xe, người ta ném, rồi người ta đi bộ, người ta ném, rồi nhạc cái người ta hát này, người ta ném, người ta cho cả những cái khăn lau này, rồi thì bánh kẹo này, cả những cái cặp này, không thiếu một cái gì cả, rồi cả cái xốp rửa bát này, cái quả bóng 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 này cho các cháu chơi này, rồi cái này chắc là cái khăn này, rồi các loại kẹo, rồi đây là cả những cái này, những cái vòng này để cho các cháu nó Tết này, không thiếu một cái gì, bánh kẹo các kiểu các loại. Thì thứ nhất thì người dân ấy, người ta biết thì là người ta đây cả cái túi ấy, đấy, người ta cho cả cái túi này, thì đây cháu nó bọc cái túi này là nó có chữ là Purica. Purica là nước ngọt, nước uống đấy, là của cái hãng nước ngọt nó cho, tên là Purica đấy. Thì các cháu nó bóc ra để mà đựng kẹo đấy, thì rồi bóng này đấy. Cái chỗ này mình đoán chắc phải 6, 7, 8 cân kẹo ấy các bạn ạ. Nhiều, nhiều lắm. Thì họ cho cả cái này cho trẻ con nó chơi thì mình cũng không hiểu nó là cái gì. Rồi là cái này đó, để nó quăng, nó quăng, nó ném. Đây. Và cái chỗ này phải đến 6, 7, 8 cân để đấy, ước lượng ấy chắc nhiều lắm. Mình xách một cái túi ấy. Một cái túi này, túi to bự này. Túi to bự này đầy mà vẫn còn phải đựng ra cái khác các bạn ạ. Đấy, là nặng lắm, nhưng mình không cân, mình đoán như thế. Đây này, họ cho cả những cái giấy lau mũi này, cái giấy lau mũi đấy, cả cái kính này, cái kính như các cháu chơi này, không thiếu một cái gì cả. Mà cái chỗ này là các cháu nó đã ăn rồi đấy nhé các bạn nhé, nó đã ăn rồi đấy, vẫn còn từng này này, ăn chán rồi này, đây cả cái giấy lau mũi này. Rồi nó cho cả một cái đôi dép nữa, cái đôi dép nhựa mình để ngoài kia rồi, mình để chỗ giày dép rồi đấy, nhiều vô kể. Các loại kẹo thì dân ấy, người ta biết thế, người ta mang túi đi người ta đựng, nhưng mà bà cháu mình không biết. Nhưng mà may quá lại có cái Kinderwagen, đấy là cái xe xe đẩy của trẻ con, thế là lấy cái đấy đựng. Thế còn các bạn nhìn thấy cái lọ hoa hôm nọ mình giới thiệu các bạn đấy, cái lọ hoa hôm nọ mình giới thiệu với các bạn mà hôm nay nó nở đẹp thế này này, các bạn thấy không, nó nở rất là đẹp đấy. Hôm nọ mình giới thiệu nó đang nụ, nó chưa nở, bây giờ nó nở đẹp thế này này. Osten đấy các bạn ạ, Osten nó gọi là Osten, nhưng mà nó cũng thuộc về 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 nhà thờ của đạo Thiên Chúa đấy. Nhưng mà người ta đã đến tháng tư, bây giờ người ta đã bày đồ rồi, người ta bày đồ, người ta đã dậm dịch, người ta bày rồi, người ta đã bày bày đồ Osten rồi. Cái ngày Osten đấy là nghỉ cũng dài lắm. Đấy các bạn nhìn này, nhiều dã man, nhiều kẹo lắm, để các cháu ăn thoải mái. Tây người ta mang túi đi mà, đây là
không nhanh tay thì nhà tự ít. Thích ơi là thích ấy. Ôi dồi ôi. Các hãng, các loại xe họ đi diễu hành mà họ mở nhạc, rất tiếc là mình cũng không thể mà đơn giản mà cho lên được, cái mình còn phải để mình phải để mình xóa nhạc đi đã, không ngờ lại bản quyền sợ lắm. Để bình thường thì ấy như này, cái sau bỏ ra ấy, rất là tiện lợi đi mua bán các thứ. Bất phải cho là bỏ ngô này nhiều lắm. Cái này không biết là cái gì, chắc cũng là cái bánh xốp xốp các bạn ạ. Các cái bánh kẹo các loại các kiểu. Ok, thế mình hôm nay chỉ mình chỉ có giới thiệu là người ta ném kẹo cho kẹo, mà nó là cái ngày gì đấy, ý thứ nhất là cái ngày Carnival, là cái ngày mà mọi người người ta ăn mặc nó không giống ai cả, ăn mặc nhố nhăng, nó gọi là tiếng Đức ý, nó nói là làm mặc như là thần kinh dở hơi ý, nếu mà dịch cái tiếng Việt là như thế đấy, hay lắm. Thế thôi nhé. Ok, chào các bạn. Và nếu các bạn thấy hay thì các bạn thấy hay và yêu quý mình thì cho mình like và share cho mình nhé, và nhớ ấn nút đỏ bên phải để đón xem video mỗi ngày nhé các bạn nhé. Chào các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye.